Chiều 26 tháng 12, du khách thăm đỉnh núi Phan Xipang, Sapa, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Việt Nam, bất ngờ tận mắt được chiêm ngưỡng cảnh mưa tuyết xuất hiện tại đây. Thời điểm tuyết rơi, nhiệt độ đo được chỉ vào khoảng 1 độ C. Theo đài khí tượng thủy văn của địa phương, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên toàn khu vực có mưa, mưa rào khắp nơi và có nơi có dông. Đặc biệt vào khoảng 3 giờ 30 của buổi chiều, một trận mưa tuyết nhẹ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi Phan Xipang. Hiện nền nhiệt tại Sapa tiếp tục giảm vùng thấp, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng. Theo một số người chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này, khoảng 1:30 chiều xuất hiện tuyết rơi trên đỉnh Phan Xipang. Thời điểm tuyết rơi trên đỉnh núi này đo được dưới 1 độ C, trời có mưa nhẹ. Thời tiết vùng núi Sapa chiều nay rất lạnh. Dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nhiều khả năng vào ngày mai 27 tháng 12, băng tuyết sẽ phủ trắng khu vực núi Phan Xipang và vùng núi cao Ý Tý thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Cũng sẽ giống như hồi đầu năm 2021. Nhưng cho dù thời tiết rét đậm rét hại và ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng do hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên cũng đang trong mùa Noel, thế nên vẫn có một lượng lớn du khách đổ xô đến Sapa để du lịch và tận hưởng mùa lễ hội cuối năm. Mark Tham Vọng cũng xin nhắc nhở các vị du khách nên chủ động phòng chống rét đậm rét hại đang diễn ra, khuyến cáo khách du lịch trên đỉnh núi Phan Xipang ngắm phong cảnh tuyết trắng cần mặc đủ ấm và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mark Tham Vọng cảm ơn các bạn đã quan tâm đăng ký và theo dõi kênh. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh và năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.